Trong chương trình hôm nay, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Thùy Dương, tự là Dương Diệu Giang, hay còn được biết đến với danh hiệu Nữ Hoàng Ném Dép, bài viết Khán giả nuôi nghệ sĩ đúng hay sai. Cô Nguyễn Thị Dương viết mấy ngày qua, dư luận ồn ào về định nghĩa khán giả nuôi nghệ sĩ. Những nghệ sĩ trẻ cũng phản pháo kịch liệt cho rằng khán giả không có nuôi nghệ sĩ. Vậy ai đúng, ai sai? Đầu tiên phải nói tới nguồn gốc của cái câu khán giả nuôi nghệ sĩ. Nếu đem câu này mà hỏi các nghệ sĩ cải lương hoặc các nghệ sĩ trước năm 75 hoặc là chỉ cần trước năm 2000 thôi, thì tôi nghĩ sẽ có hơn 90% nghệ sĩ trả lời là đúng. Xét về bối cảnh lịch sử khi nghệ sĩ được coi rẻ là loại sướng ca vô loài, khi cái ăn cái mặt còn thiếu thốn thì nhu cầu giải trí là một thứ không cần thiết. Người ta gọi nghệ sĩ là con hát, con đào, thằng kép, thằng hề. Dù biết rằng người nghệ sĩ phải bỏ công sức ra để phục vụ khán giả kiếm tiền nhưng cũng mừng rơn khi có chỗ mời hát. Nếu ai nghe tự tình của các nghệ sĩ cải lương thời đi ghe mái ghe bầu kiếm bến để dựng sân khấu hát thì sẽ rõ nghĩa của cái câu khán giả nuôi nghệ sĩ, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Gánh hát ế mùa mưa không hát hò gì được, đói rã ruột, dân thương mỗi người đem cho một chút đồ ăn sống qua ngày, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Có ai tự hỏi tại sao những nghệ sĩ gạo cội như ông Diệp Lan, bà Úc Bạch Lan, cô Lệ Thủy, bác Thanh Tòng lại luôn khiêm nhường cúi mình trước khán giả bằng một thái độ khiêm cung kính trọng hay không? Đơn giản họ đã từng đi qua cái giai đoạn nghệ sĩ tựa lưng vào dân mà sống. Không ít nghệ sĩ thời nay cho rằng quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả là quan hệ trao đổi. Tôi cho anh một món hàng nghệ thuật, anh trả tiền cho tôi để thưởng thức món ăn tinh thần, không ai nợ ai. Câu này đúng một phần với những nghệ sĩ cống hiến hết mình đưa ra những tác phẩm mang tính giáo dục cao tính giải trí có văn hóa và người nghệ sĩ phải có một đời sống mực thước bạn bước vào một cuộc chơi giải trí bạn được hưởng những đặc quyền trong cuộc chơi đó bạn không thể nói tôi cũng có những nhu cầu riêng như người bình thường vậy bạn có quyền bước ra khỏi cuộc chơi của người nghệ sĩ để sống như ý muốn trong khuôn khổ pháp luật tại sao đúng một phần mà không phải là đúng hết vì trong hoàn cảnh trên, nghệ sĩ là doanh nghiệp, khán giả là khách hàng. Khách không nuôi doanh nghiệp thì nuôi ai? Vậy mặt sai của cái câu nghệ sĩ không nuôi khán giả là chỗ nào? Những tác phẩm hài nhảm nhí, những nghệ sĩ hài với những chương trình game show thô thiển đang chiếm sóng truyền hình, cho đến những kênh YouTube của các diễn viên nghệ sĩ hài nhan nhãn, dạy bọn trẻ cách làm gái, cách sống giang hồ, cách ăn chơi không khác gì so với ma túy tinh thần gây nghiện và chết chóc. Người xem không phải chết thể xác mà chết đi những lằn ranh phân định đúng sai, những giá trị cao đẹp bị cào bằng bởi những điều thô tục được khoác lên mình cái áo của hai từ bình dị. Nguy hiểm về mặt trí tuệ khi người ta không thể phân biệt được giữa thô tục và bình dị trong trường hợp này câu khán giả không nuôi nghệ sĩ tương đương với cái câu con nghiện không nuôi thằng bán ma túy vì thằng bán cũng cực khổ lắm mới lấy được tiền bán ma túy chứ có giỡn đâu và trong trường hợp này nghệ sĩ đã biến những khán giả ủng hộ họ thành những con nghiện những cái giá trị giả dối băng hoại bằng những định nghĩa mập mờ giữa đúng và có vẻ đúng tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại tôi rất muốn biết Ai là người đã phê duyệt để những tác phẩm như Chị 13 của Thu Trang hay mấy tác phẩm đạo nghĩa giang hồ được lan truyền như vậy? Cơ quan nào quản lý những nghệ sĩ này? Ở một đất nước mà một bài viết không sai về luật nhưng vẫn bị ẩn hoặc bị xóa vì vi phạm tiêu chuẩn địa phương thì không lý nào không thể quản lý được một đám nghệ sĩ bắt nháo hỗn láo. Bộ văn hóa thể thao ở đâu trong câu chuyện này? lớn hơn tôi mong ban tuyên giáo trung ương sẽ có những chỉ đạo hợp lý để chứng chỉnh lại tác phong làm việc chất lượng tác phẩm ảnh hưởng tác phẩm đến xã hội chúng ta không thể vừa cấm mại dâm vừa ngồi coi phim hướng dẫn làm gái mại dâm được chúng ta cũng chẳng thể vừa chống bất ổn xã hội vừa ngồi coi phim dạy cách làm giang hồ phi lý quá là phi lý phần nhiều do giáo dục mà ra nữ chủ đại nam chửi giới nghệ sĩ không ra một cái gì Thậm chí nữ chủ còn lôi từng cá nhân nghệ sĩ ra để mà chửi theo cái kiểu tấn công cá nhân. Tôi thì tôi không tán đồng việc tấn công cá nhân. Tấn công cá nhân chỉ thể hiện sự yếu kém về kiến thức và vô văn hóa của bản thân. Dư luận chia ba, bên hồ hởi hả hê coi giới nghệ sĩ bị chửi như miếng mồi giải trí. Bên thì lên án bà Hằng quá lố, vô lối. Bên còn lại thì quan sát và không cho rằng ai hoàn toàn đúng hay ai hoàn toàn sai. Tại sao người ta hồ hởi khi xem những nghệ sĩ nổi tiếng bị chửi? Đơn giản, dù muốn hay không thì ai dám phủ nhận nghệ sĩ hài thế hệ sau năm 2010 đã góp phần làm băng hoại đạo đức xã hội. Ca sĩ diễn viên cũng không có kém cạnh cho mấy. Chỉ có nghệ sĩ các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội, cải lương, chèo và một số ít trong kịch nói là không tham gia vào cái công cuộc đổ nát này bao nhiêu phụ huynh bất lực trước con cái bao nhiêu rừng cột đạo đức bị triệt hạ bởi những mảng miếng hài hước lướt trên mọi giá trị đạo đức một xã hội đảo điên bởi những nghệ sĩ thể hiện sự xa hoa bỏ quên trách nhiệm cộng đồng những giới hạn con người bị đưa về tiệm cận với mức con nhiều hơn là mức người nghệ thuật giải trí đóng vai trò rất lớn trong đời sống tinh thần của người á đông cho nên không thể phủ bỏ trách nhiệm giá trị đạo đức xã hội của người nghệ sĩ trong câu chuyện này có ai đặt ra câu hỏi tại sao tuyên giáo không bảo vệ nghệ sĩ hay không bởi dù đúng dù sai dù tốt hay xấu thì nghệ sĩ cũng là chiến sĩ trên mặt trận truyền thông đến cả đại hội đảng bộ thành phố hồ chí minh mà còn có nghệ sĩ hát phục vụ cơ mà theo nhận định cá nhân mang tính chủ quan của tôi thì ngay cả tuyên giáo cũng chán cái đứa lính ngu mà lì rồi sự kiện các nghệ sĩ hài kéo tới nhà duy nguyễn tặng sách đạo đức đã phá vỡ lằn ranh cuối cùng của sự bảo vệ mà tuyên giáo có thể dành cho họ nhìn qua trung quốc đi giới nghệ sĩ trung quốc bị phán xét về mặt đạo đức rất lớn vì sao chính phủ trung quốc cũng muốn giới nghệ sĩ là hình mẫu lý tưởng cho xã hội trung quốc để khi xảy ra một sự kiện chính trị xã hội nào đó lời nói của giới nghệ sĩ mặc nhiên là kim chỉ nam cho dư luận giá trị định hướng truyền thông của một số lượng lớn người mẫu mực được quan tâm mến mộ là không hề nhỏ cho nên khi nhóm nghệ sĩ hài thể hiện cốt cách giang hồ thay cho cốt cách thanh anh tôi mà là tuyên giáo tôi cũng chán ngán tới phát mửa trong tương lai sẽ khó tránh một cuộc thanh lọc cần thiết của tuyên giáo dành cho các chiến sĩ của mình trên mặt trận truyền thông nghệ thuật giải trí tuy nhiên để nghệ sĩ hài và không ít hoa hậu người mẫu diễn viên mc có vấn đề về mặt đạo đức nhưng vẫn tạo trend tức là tạo trào lưu như hiện nay đó trách nhiệm lớn nhất thuộc về giáo dục giáo dục làm sao như thế nào mà để trong một thời gian dài quá nhiều người chấp nhận cái lối diễn đầy láo sược ăn cơm hớt và quá lố của nghệ sĩ hài. Giáo dục thế nào mà để sự xói mòn ngày càng lớn mà không mấy ai lên tiếng? Giáo dục hoàn toàn vắng bóng trong những trường hợp nghệ sĩ dùng tiền tìm người nói xấu mình hoặc là truyền tấn công ai đó. Cho tới cái cách hành xử như kẻ côn đồ vẫn được không ít bạn trẻ coi là thần tượng, thể hiện cách sống anh hùng. Xin lỗi, anh hùng giang hồ Sài Gòn trước năm 2010 khác lắm so với cái thể hiện cố làm anh hùng của không ít nghệ sĩ hiện nay. Nếu công an hay cơ quan hành pháp nào đó bắt tội những cây bút đầu đàn chính luận vì họ có những bài viết được cho rằng định hướng dư luận tiêu cực, vậy tại sao giới nghệ sĩ lại hoàn toàn vô can với đạo đức và bất ổn xã hội? Ở một xã hội mà nền giáo dục được định hướng và mài dũa tốt, có giá trị nhân văn, phản ứng tự thân với những thứ xấu là một phản ứng tự nhiên bộc phát và giới nghệ sĩ buộc phải có lằn ranh đạo đức, khuôn phép hành vi ứng xử trong cuộc chơi mà họ đã chọn. Xã hội đó tự nhiên sẽ đào thải những nghệ sĩ thiếu đạo đức và có hành vi ứng xử không đúng hoặc giả tạo. Chúng ta không thiếu nghệ sĩ đàng hoàng, chúng ta thiếu một nền giáo dục tốt.